Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sửa chữa theo lệnh khẩn cấp dưới hình thức vừa thiết kế vừa thi công trong vòng 20 ngày và sẽ hoàn tất đảm bảo thông xe trước Tết Nguyên Đán. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đã giao khu quản lý giao thông đô thị số 4 phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải khảo sát hiện trường, khẩn trương đánh giá và đề xuất phương án thi công khắc phục để đảm bảo thông xe trước Tết Nguyên Đán. Sở Giao thông Vận tải cũng triển khai cấm các phương tiện đường bộ, đường thủy lưu thông qua khu vực cầu Long Kiển để đảm bảo an toàn. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải, trên đường Lê Văn Lương còn 4 cây cầu sắt đã xuống cấp trong nhiều năm qua. Thời gian gần đây có hiện tượng xe tải cố tình lưu thông trái pháp luật qua các cây cầu yếu này. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ có các biện pháp xử lý. Ngoài việc tuyên truyền, tăng cường xử phạt thì có thêm các giải pháp về kỹ thuật như lắp giới hạn đầu cầu để hàng, tăng cường lực lượng trực gác, đưa hệ thống camera cảnh báo, phối hợp huyện Nhà Bè để hỗ trợ phát hiện xe quá tải để không xảy ra tình trạng như cầu Long Kiển.